Tử vi tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, 6 tháng cuối năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, người tuổi Kỷ Dậu luôn luôn sôi nổi, yêu đời, tràn đầy năng lượng sống. Họ được mọi người yêu quý bởi lòng tốt bụng, tinh thần trách nhiệm và tính tình ngay thẳng. Bởi vậy, họ cũng có tài trong cách tạo dựng mối quan hệ với người khác và luôn được mọi người xung quanh yêu quý. Trong công việc, tuổi Dậu mệnh thổ hết mình bùng cháy đam mê, không bao giờ chán nản, mệt mỏi. Mỗi khi gặp khó khăn, họ đều tự mình giải quyết, không dựa dẫm vào bất kỳ ai. Họ thích hợp với những công việc đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ. Tử vi học có nói, sang năm 2021, tuổi Kỷ Dậu thoát khỏi sự kìm kẹp của thái tuế. Bố cục Sử Dậu bán hợp kim cục, thiên can là tỷ kiên, có thể nói thời điểm nửa cuối năm tuổi Kỷ Dậu sẽ gặp được rất nhiều may mắn, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, đầu tư, kinh doanh thuận lợi nhờ có quý nhân tương trợ. Ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ đến quý vị và các bạn tử vi của các bác tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Ở video này, chúng tôi sẽ chia sẻ rất chi tiết về công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe. Ở video này, chúng tôi sẽ chia sẻ rất chi tiết về công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên và chi tiết của tuổi Kỷ Dậu trong 6 tháng cuối năm 2021. Vận trình của tuổi Kỷ Dậu trong từng tháng, đặc biệt là cách hóa giải vận hạn của mệnh chủ trong năm Tân Sửu, để quý vị và các bạn có một năm mới bình an và sự hanh thông, gặp nhiều may mắn. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm được nhiều thông tin hữu ích. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các bác tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Theo tử vi nửa cuối năm 2021, Sử Dậu bán hợp lại thêm tuế can kỷ thổ tương sinh Tân Kim, mang tới cho các bác tuổi Kỷ Dậu rất nhiều thành công. Công việc của các bác có cảm giác thuận lợi hơn, có nhiều không gian phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp. Tài vận cũng rộng mở nhờ các khoản lợi nhuận thu về từ các dự án hợp tác. Vận quý nhân trong thời gian này khá vượng. Các bác tuổi Kỷ Dậu hãy mạnh dạn mưu sự lớn, sẽ được hỗ trợ nhiều cả về tinh thần lẫn tài chính. Hơn nữa, nhân duyên trong thời điểm 6 tháng này khá tốt. Các bác còn có thể gặp được những người bạn có trợ giúp rất lớn cho sự nghiệp. Dù gặp thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nhưng các thầy phong thủy vẫn khuyên các bác tuổi Kỷ Dậu đừng quá chủ quan và hãy đem theo bên mình một pháp khí phong thủy, kim bài thái tuế. Pháp khí sẽ giúp nghênh đón quý thần, hóa giải hung tinh, vận hạn và mang cát lành, may mắn, bình an cho các bác trong năm Tân Sửu. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình của các bác tuổi Kỷ Dậu trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp và quan vận. Sự nghiệp trong nửa cuối năm 2021 của các bác tuổi Kỷ Dậu khá hanh thông, đón nhận nhiều cơ hội phát triển. Năng lực làm việc của các bác đã được thể hiện và chứng minh qua rất nhiều trọng trách mà cấp trên giao phó. Nhờ vậy, đường tiến thân của các bác cũng rộng mở hơn rất nhiều. Hơn nữa, thời điểm trong năm, mọi mưu sự của các bác đều thuận lợi, sự nghiệp có được quý nhân phù trợ, vận trình sẽ càng thêm hanh thông nếu biết chủ động trong mọi tình huống. Tuy nhiên, các bác tuổi Kỷ Dậu nên nhớ, khi có cơ hội đặt ra trước mắt, không nên do dự quá lâu, mà nên tin tưởng vào khả năng của mình, dám chấp nhận thử thách để vươn tới vị trí cao hơn.
Ngoài ra các bác cần mang theo bên mình pháp khí tam hợp quý nhân, tị, sậu, sửu để tăng cường may mắn, chiếu cát lành và tài lộc. Đặc biệt, khi sử dụng vòng sẽ luôn được quý nhân che chở, tương trợ trong công việc, hành thông, quan hệ công việc cũng dần tốt đẹp hơn. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tử vi của các bác tuổi Kỷ Dậu nửa cuối năm 2021 cho thấy tình hình tài chính của các bác có khởi sắc rõ rệt. Những dự án hợp tác sẽ thu được lợi nhuận khả quan, đặc biệt là trong các dự án bất động sản sẽ được quý nhân chỉ đường, dẫn lối. Trong thời gian này, những bác làm kinh doanh cần phải có thái độ chủ động, tích cực hơn, biết tận dụng các mối quan hệ xã hội mà mình đã gây dựng để tăng cơ hội gặp được quý nhân cho bản thân. Bên cạnh đó, các bác cũng nên chú ý duy trì mối quan hệ hợp tác cũ một cách ổn định, chớ có mới nối cũ, kẻo tự mình đánh mất cơ hội kiếm tiền tốt. Để nắm bắt được cơ hội trong thời điểm này, các bác tuổi Kỷ Dậu hãy sử dụng pháp khí của nhà Phật, Bát Bảo, Tâm Kinh. Pháp khí sẽ chiêu tài lộc, tăng may mắn, chiêu mời quý nhân tương trợ và giúp sự nghiệp, việc kinh doanh, đầu tư được thuận lợi và phát triển rực rỡ. Đồng thời, pháp khí sẽ giúp các bác xua đuổi những vận xấu, ảnh hưởng đến công việc và con đường làm ăn trong năm. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Bán hợp quý nhân xuất hiện mang tới cho các bác tuổi Kỷ Dậu nhiều mối nhân duyên cát lành, ngoại giao tốt, được nhiều người yêu quý, giúp đỡ hết mình. Nếu các bác vẫn còn sống được một mình, có thể được bạn bè giới thiệu đối tượng phù hợp để góp gạo, thổi cơm chung, có thêm một người bầu bạn và chăm sóc sớm tối. Còn với các bác đã có gia đình thì nhìn chung gia đạo trong thời điểm này khá êm ấm, các thành viên không có khúc mắc gì quá lớn. Tuy nhiên, bác trai cần học cách lắng nghe và tôn trọng ý kiến của bạn đời. Sự áp đặt một cách gia trưởng của bác sẽ không có lợi cho tình cảm vợ chồng. Ngoài ra, để kích hoạt vận đào hoa, thầy phong thủy cũng khuyên các bác tuổi Kỷ Dậu hãy mang theo bên mình pháp khí tam hợp quý nhân, tị, sậu, sửu. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời, những bác đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Trong nửa cuối năm 2021, các bác tuổi Kỷ Dậu có thể cảm nhận được một nền tảng thể chất sung mãn, một phần là nhờ lối sinh hoạt lành mạnh và khoa học của các bác. Bên cạnh đó, cũng không thể không kể đến cát khí nhờ có cục diện bán hợp mang đến. Vì vậy, không có nguy cơ tiềm ẩn nào quá lớn đối với sức khỏe thể chất của các bác tuổi Kỷ Dậu trong thời điểm này. Tuy nhiên, trong năm Kim Khí Vượng nhắc nhở các bác đề phòng những khó chịu có thể xảy ra ở gan và túi mật. Để có thể có một năm bình an, các bác tuổi Kỷ Dậu hãy sử dụng pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Vòng tay sẽ giúp các bác xua đuổi hung tinh, vận hạn trong năm. Pháp khí cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ các bác tuổi Kỷ Dậu suốt một năm 2021. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của các bác tuổi Kỷ Dậu trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Sau đây, xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu hung cát từng tháng của các bác qua phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất, tử vi tháng 7 âm lịch. Bước sang tháng 7 âm lịch, các bác tuổi Kỷ Dậu nên đặc biệt chú ý đến tình hình sức khỏe của bản thân. Trong tháng có hung tinh chiếu mệnh sẽ gây ra vận đen đủi, mọi việc không như ý, điểm báo bất chắc rình rập. Do đó, các bác làm gì cũng phải cẩn thận, chú ý giữ an toàn cho bản thân, tránh xa nguy hiểm, đề phòng tai nạn, sự cố khi đi đường. Thứ hai, tử vi tháng 8 âm lịch. Vấp phải cục diện tương hình, vận trình tháng này của các bác tuổi Kỷ Dậu khá ảm đạm, ngư sự khó thành, làm gì cũng chúc chắc. Vì thế mà tinh thần của các bác có dấu hiệu đi xuống, sẽ suy nghĩ tiêu cực, nản chí, thậm chí bỏ cuộc nửa chừng. Các bác cần nhanh chóng điều chỉnh lại tinh thần, kẻo sẽ trượt dốc dài. Phương diện sức khỏe của các bác cũng vì vậy mà ảnh hưởng. Tuy không mắc bệnh nghiêm trọng, nhưng tinh thần xuống dốc, sẽ bị stress, cơ thể mệt mỏi, dễ ốm đau. Tử vi tháng 9 âm lịch.
Tháng này hung vận lấn át cát vận, khiến vận trình của các bát tuổi Kỷ Dậu thăng trầm bất ổn, do cục diện tứ hại thái tuế chi phối. Có điều, thách thức và khó khăn luôn song hành cùng cơ hội. Khó khăn chỉ là tạm thời, người nỗ lực vươn lên, phấn đấu không ngừng nghỉ sẽ là người gặt hái được thành công ngoài mong đợi. Ngoài ra, việc đầu tư làm ăn trong tháng này, các bác cũng cần hết sức thận trọng, kẻo bị gạt hoặc lợi dụng, gây thiệt hại về cả tinh thần, sức khỏe và tiền bạc. Tử vi tháng 10 âm lịch. Trong tháng 10 âm lịch, tâm điểm chú ý của các bác tuổi Kỷ Dậu là phương diện tài chính. Vượt qua khó khăn lúc trước, tài vận có dấu hiệu nâng cao trong tháng này, việc kiếm tiền trở nên suôn sẻ hơn, thu hoạch được nhiều nguồn lợi nhuận khả quan. Nhờ vậy mà chất lượng cuộc sống của các bác được đảm bảo và nâng cao. Phương diện sự nghiệp cũng không có điều gì đáng lo ngại. Có những thời điểm các bác phải tất bật với công việc, nhưng bù lại, thành quả thu về hoàn toàn xứng đáng. Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, dù quá trình xảy ra trục trặc, nhưng bằng bản lĩnh và sự nhanh nhạy, các bác xử lý đâu vào đó. Thứ năm, tử vi tháng 11 âm lịch. Đây không phải là tháng may mắn đối với các bác tuổi Kỷ Dậu do ảnh hưởng của cục diện tương phá. Có điểm báo tiểu nhân rình rập, gây trở ngại cho công việc. Do đó, các bác phải luôn nhắc nhở bản thân bình tĩnh khi hành sự. Các mối quan hệ cũng có thể bị ảnh hưởng do thái độ nóng nảy của chính các bác. Hãy luôn kiềm chế cảm xúc thật tốt, tránh phản ứng quyết liệt trước những lời nói kích động của người khác. Bởi đó có thể là chiêu trò mà những kẻ ghen ghét gây ra để tìm cơ hội quật ngã. Tử vi tháng 12 âm lịch. Tháng này, tam hợp thái tuế xuất hiện mang theo may mắn cho các bác tuổi Kỷ Dậu về phương diện tình cảm. Mâu thuẫn giữa vợ chồng được hóa giải, gia đạo khá yên ổn. Công việc cũng được tiến hành suôn sẻ, một vài khó khăn trong công việc sớm bị đẩy lùi, thay vào đó có nhiều cơ hội thăng tiến. Các bác hãy chủ động và rông ráo hơn để nắm lấy cơ hội phát triển sự nghiệp cho bản thân mình. Có điều, dấu hiệu tiểu nhân hay thị phi vẫn đang đeo bám, các bác vẫn nên hành sự thận trọng ở thời điểm năm hết, Tết đến. Ngoài ra, tài lộc của các bác tuổi Kỷ Dậu vào thời điểm cuối năm vẫn trên đà khởi sắc. Tuy nhiên, nhu cầu cuộc sống ngày càng tăng, nhất là trong tháng cận Tết, việc sắm sửa tăng cao nên chi nhiều hơn thu, tài lộc khó tụ. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu vận hạn của các bác tuổi Kỷ Dậu trong vận trình nửa cuối năm 2021 theo sao hạn và là số tử vi để có thể hiểu rõ hơn. Thứ nhất là sao hạn của các bác tuổi Kỷ Dậu. Trong thời điểm 6 tháng cuối năm Tân Sửu, bác trai tuổi Kỷ Dậu được sao Thái Âm chiếu mệnh. Sao này thường đem lại sự hài hòa, vui vẻ, hạnh phúc, tiền tài, làm cho được toại nguyện những ước mơ của mình. Tuy nhiên, bác trai cần phải chú ý hạn Diêm Vương. Hạn này chủ yếu gây bất lợi về sức khỏe thể chất cũng như tinh thần. Bác cần hết sức lưu ý vấn đề đi lại, tham gia giao thông, đề phòng tai nạn bất ngờ. Bên cạnh đó, trong thời gian này có thể có tin buồn tàn chế từ họ hàng xa đưa tới. Bác gái trong thời điểm này kém may mắn hơn khi bị sao Thái Bạch chiếu mệnh. Bởi đây là sao xấu gây hao tán tiền bạc. Dân gian có câu, Thái Bạch quét sạch cửa nhà, công việc kinh doanh có tiểu nhân quấy phá, mất tiền mất của, có thể trắng tay, đề phòng quan sự. Xấu nhất là tháng 2 và tháng 5 âm lịch. Hơn nữa bác gái cũng cần chú ý hạn Thiên La. Hạn Thiên La chủ về đau ốm không khỏi, hao tốn tiền bạc, bệnh đều do quỷ ma quấy phá mà ảnh hưởng tới sức khỏe, công việc. Cho nên bác cần chú ý nhiều hơn về vấn đề này. Thứ hai, luận hung can niên vận sau tháng cuối năm theo là số tử vi. Cung mệnh của các bác tuổi Kỷ Dậu gồm có các cát tinh Lộc Tồn, Phượng Cát, Giải Thần, Hàm Trì, tốt cho tài lộc và công việc. Hung tinh thì có Bạch Hổ, Phi Liêm, thiên quan tác động xấu tới sức khỏe, đề phòng thương tật bất ngờ. Cung tam hợp thì gồm có các sao Hoa Cái, Thiên Phúc, Long Trì, tốt cho nhân duyên và mặt ngoại giao. Nhưng tuần, triệt, thiên khốc, thái tuế, pha toái, quan phù, cản trở công việc, gia đình có chuyện buồn khóc.
Cuối cùng là cung Sung Chiếu thì có hai hung tinh Lưu Hà và Tăng Môn mang điềm báo gia đình có chuyện buồn, đề phòng tai nạn sông nước. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng cuối năm 2021 của các bác tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về luận tử vi và phong thủy. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật được những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.